Các bạn thân mến, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay, rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Có thể là các bạn cũng đã học qua rồi. Chúng mình đã cùng với nhau đi tìm hiểu về một trong số những tác phẩm vô cùng tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Trung Thành, với một trong số những tác phẩm viết về mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, đó là tác phẩm Rừng Xà Nu. Không biết ở trong tác phẩm này thì các em ấn tượng nhất với nhân vật nào? Còn đối với bản thân của chị thì có lẽ những ký ức về nhân vật Tờ Nú sẽ rất khó để phai mờ đi trong tâm trí. Và ngày hôm nay, ở trong phần audio văn học này, chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về nhân vật Tờ Nú các bạn nhé. Khi đọc về nhân vật này, chị đã vô cùng xúc động và có viết một bài thơ mang tựa đề viết về anh, người anh hùng Soman. Trước tiên, hãy cùng lắng nghe bài thơ này với chị. Viết về anh, người anh hùng Soman. Ai cũng muốn mình sẽ sống một cuộc đời thật đẹp. Ai cũng muốn mình sẽ làm được điều gì đó lớn lao. Ai cũng hy vọng hạnh phúc luôn dâng trào trong trái tim và nơi khóe mắt. Ai cũng muốn cuộc đời này chẳng gắt, chỉ tràn ngập nụ cười với niềm vui. Ai cũng mong số phận ngọt bùi, mà chẳng biết số phận làm nên từ đôi bàn tay bé nhỏ. Đôi bàn tay dịu dàng nhắc khẽ về trang sử dân tộc đã qua. Có một người nghệ sĩ đã già, ngày xưa viết về Tây Nguyên anh hùng bi tráng. Người nghệ sĩ không chối từ cái ác, những đau thương bom đạn nơi đây, về vết tích chiến tranh in trên bản làng gầy mà người ta vẫn nhắc hoài câu chuyện. Câu chuyện về người anh hùng xứ sở, không đao gươm, bắt giặc tay không, hy sinh thân mình, hy sinh tình yêu để gửi trọn lòng mình cho Tổ quốc. Anh đã khóc khi vợ con anh nằm đó, anh lao tới hét lên tiếng thất thanh. Cuộc đời là một giấc mộng lành, sau bao đau thương, anh trở về cùng lòng can trường dũng cảm. Buôn làng của anh, những người nuôi anh khôn lớn, dạy cho anh nét chữ tình yêu, dạy cho anh sức mạnh thật nhiều, để sau này anh quay về với những chiến công thật đẹp. Xin được gọi tên anh thật thân quen, xin gọi tên anh thật dịu hiền, xin gọi tên anh bằng cái cúi chào đầy tôn trọng, anh Tờ Nú, người anh hùng của dân làng Soman. Được không ạ? À? Các bạn thân mến, đó là một bài thơ gửi tới các bạn để chúng mình cùng với nhau đi tìm hiểu về một trong số những cái tác phẩm, và chúng mình cũng cùng với nhau đi tìm hiểu về một trong số những cái nhân vật, những cái hình tượng nhân vật điển hình ở trong tác phẩm này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về nhân vật Tờ Nú các bạn nhé. Các bạn thân mến, Tờ Nú là nhân vật chính trong tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Trong tiếng dân tộc thì Tờ Nú có nghĩa là anh hùng. Và nhân vật này thì được Nguyễn Trung Thành lấy từ nguyên mẫu của một nhân vật có thật, một con người có thật, đó là anh Đề, người dân tộc Sơ Đăng ở Tây Nguyên, để chuyển thành hình tượng Tờ Nú trong tác phẩm của mình. Năm 1959, anh Đề đã cùng với 10 chàng trai trong bản giết toàn bộ một tiểu đội lính Diệm và bắt đầu cuộc chiến đấu vũ trang. Câu chuyện về cuộc đời của anh đã được sử thi hóa qua lời kể của Nguyễn Trung Thành, và cuộc đời Tờ Nú đã gắn liền với cuộc đời của dân làng Soman. Câu chuyện về Tờ Nú được kể qua lời kể của cụ Mết, bởi vì anh là một người con Tây Nguyên, mà cụ Mết lại là người đứng đầu của buôn làng Soman. Dân làng Soman đã nuôi dưỡng và đùm bọc anh, cưu mang anh. Cụ Mết đã nói rằng nó là người sơ trá mình, cha mẹ nó chết sớm, làng Soman này nuôi nó, đời nó khổ nhưng bụng nó sạch như nước suối làng ta. Chính tình yêu thương của đồng bào đã khiến cho tình cảm của anh càng gắn bó sâu sắc hơn với quê hương, với những gì thân thuộc. Để rồi Tờ Nú khi đi làm cách mạng được trở về thăm bản làng của mình một đêm mà cảm thấy biết bao nhiêu những bồi hồi xúc động trước những cảnh vật thân thuộc của quê hương. Tờ Nú hiện lên trong mắt bạn đọc với hình ảnh của một con người gan góc, dũng cảm và mưu trí. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã dám đi tiếp tế lương thực để nuôi bộ đội, làm cán bộ cho các làm liên lạc cho các cán bộ từ xã lên huyện. Và từ đấy thì Tờ Nú đã bộc lộ một trí tuệ hơn người. Chỗ nào nước êm anh không đi, anh sẽ đi những nơi thác mạnh.
Chỗ nào mà rừng đường mòn anh không đi, anh sẽ xé rừng mà đi, bởi vì đây là những nơi mà địch không ngờ tới. Tần Ú nếu như thấy giặc vây các ngả đường thì sẽ leo lên một cây cao nhìn quanh, rồi xé rừng mà đi, rồi lọt qua tất cả các vòng vây. Tần Ú cùng với Mai là hai người bạn cực kỳ thân thiết cùng đi nuôi dấu cán bộ, quyết tâm học chữ, bởi vì chỉ có con đường học chữ thì mới có thể làm cách mạng. Trong đầu thì người con trai này luôn luôn tâm niệm một điều rằng cán bộ là đảng, đảng còn thì núi nước này còn. Vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc khi mà Tần Ú không may bị địch bắt. Chúng nó chĩa họng súng vào tai anh lạnh ngắt. Tần Ú đã nhanh trí nuốt luôn cái thư anh quyết để bảo toàn bí mật cách mạng. Bọn địch tra tấn Tần Ú một cách dã man. Lưng của Tần Ú ngang dọc những vết chém. Trên tấm lưng rộng bằng bề ngang của cái xà lét mẹ để lại, đó ứa một vệt máu đậm từ sáng đến chiều, thì đặc quyện tím thẫm như nhựa xà nu. Mặc dù phải chịu biết bao nhiêu sự tàn bạo, tra tấn tàn nhẫn như thế, nhưng từ thuở nhỏ, Tần Ú đã tỏ ra mình là một người bất khuất và hiên ngang. Đặc biệt là hành động khi nhân vật này chỉ tay vào bụng của mình và nói "Cộng sản ở đây này" là một hành động vô cùng dũng cảm và quyết đoán. Dù biết rằng sau hành động đó sẽ là biết bao nhiêu đòn roi, bạo lực, nhưng anh ấy không sợ hãi, không khuất phục. Từ nhà ngục Kon Tum trở về, Tần Ú đã trở thành một chàng trai hiểu biết và có căn cốt khỏe mạnh cường tráng. Từ đây, anh giống như một cây xà nu trưởng thành vạm vỡ và căng đầy nhựa sống. Nghe theo lời dạy của anh Quyết, Tần Ú bây giờ đã thay thế làm cán bộ, và một lần nữa trong cuộc đời, Tần Ú đi 3 ngày để đến núi Ngọc Linh, không phải là lấy đá để làm phấn học chữ viết như ngày trước nữa, mà Tần Ú bây giờ cùng với thanh niên làng mài giáo mát để chuẩn bị cho cuộc nổi dậy. Thế nhưng mà điều không ngờ đã xảy đến. Bởi vì khi mà Tần Ú cùng với thanh niên làng lên trên đó để mài giáo chuẩn bị làm cách mạng, thì vợ con anh ở nhà là Mai, sau khi mà từ nhà ngục Kon Tum trở về, thì Tần Ú cùng với Mai đã kết hôn với nhau. Họ đã có một tình yêu rất là đẹp cùng với nhau. Thế nhưng mà bọn giặc nó nghe theo thằng Dục, nó đi vào, nó tàn sát dân làng, khiến cho Mai cũng đã bị bắt. Mai cùng với đứa trẻ đã bị tra tấn một cách vô cùng tàn bạo. Cái đau đớn trên thân xác của Tần Ú là hiện hữu của cái đau thương của dân làng Sô Man trong chiến tranh. Mái ấm gia đình từng là mơ ước của biết bao đôi thanh niên ấy bỗng chốc tan nát bởi sự tàn ác của kẻ thù. Mai và con của anh bị giết chết ngay trước mắt anh. Tần Ú không cứu được vợ được con, đau đớn hơn chính bản thân mình, khi mà bản thân anh bây giờ cũng là nạn nhân của sự bạo tàn mà kẻ thù đang sử dụng. Vì Tần Ú chỉ có tay không giữ quân thù đầy vũ khí. Hình ảnh 10 đầu ngón tay đã tố cáo tội ác, bởi vì khi Tần Ú lao ra để cứu vợ con của mình, chúng nó đã bắt anh và lấy 10 đầu ngón tay của anh, quấn rẻ tẩm nhựa xà nu rồi đốt 10 đầu ngón tay đó. Lửa cháy trên tay anh, nhưng anh không cảm thấy đau. Anh chỉ cảm thấy cái ngọn lửa căm thù đang bùng cháy lên ở trong lòng mình và trong đôi mắt của anh. Và trong giây phút đó thì cụ Mết đã hô một tiếng rất là lớn, đó chính là giết. Và đêm hôm đó, cả núi rừng Sô Man ào ào rung động. Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo. Một cái chân lý lớn lao của cách mạng là phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Có thể thấy, bên cạnh là một người vô cùng dũng cảm, là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, thì Tần Ú còn là một người đàn ông vô cùng yêu thương vợ con, yêu thương gia đình nhỏ của mình. Đối với dân làng, Tần Ú là một biểu tượng cho sức mạnh, niềm tin và ý chí. Bên cạnh cụ Mết là người cha tinh thần, Tần Ú là hiện thân của những khát vọng vươn lên. Mỗi việc anh làm đều đem lại sự nhận thức cho mọi lứa tuổi. Anh về thăm quê, cấp trên chỉ cho một đêm, mặc dù nhớ làng bàn nhớ người thân, nhưng anh vẫn vui vẻ bởi có chấp hành nghiêm túc nội quy của quân đội, nội quy của quân đội thì mới là Tần Ú. Chính những lúc vui vẻ nhất anh định đùa, nhưng ánh mắt chờ đợi của mọi người anh lại thôi.
Bởi ở anh, một lời nói, một hành động đều có thể mang lại một tầm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tinh thần của người dân Soman. Khi xây dựng nhân vật Tờ Nú, chắc hẳn Nguyễn Trung Thành đã sử dụng rất nhiều công sức của mình để miêu tả về đôi bàn tay của anh. Từ đôi bàn tay lành lặn, bàn tay của Tờ Nú là bàn tay của nghĩa tình thẳng thắn. Đấy là bàn tay cầm phấn, học chữ, bàn tay cầm đá ghè vào đầu mình để phạt cái tội là không nhớ mặt chữ, bàn tay đặt lên bụng để chỉ cộng sản ở đây này. Nhưng để rồi, ở phần gần cuối, phần cao trào của câu chuyện là cuộc đời bi tráng nhất, đoạn đời bi tráng nhất của nhân vật. Giặc quấn rẻ tẩm dầu xà nu vào 10 đầu ngón tay, thì 10 ngón tay của anh đã trở thành ngọn đuốc thiêu cháy ruột gan anh. Anh nghe lửa cháy ở trong lồng ngực, cháy ở trong bụng, máu anh mặn chát ở đầu lưỡi. Chứng kiến cảnh kẻ thù dã man đốt bàn tay của Tờ Nú, dân làng Soman đã không thể kiềm chế, đã bùng phát để tiêu diệt lũ giặc. Và bàn tay của anh bây giờ là bàn tay tật nguyền đấy, nhưng vẫn tiếp tục cầm súng để giết giặc, vẫn có thể giết chết tên chỉ huy đồn địch dù nó cố thủ trong hầm. Như vậy, có thể nói bàn tay của Tờ Nú được miêu tả trải dài sẽ theo suốt cả câu chuyện. Dường như mọi tính cách cũng như số phận và chiến công của Tờ Nú đều gắn liền với hình ảnh của đôi bàn tay ấy. Cũng như nhiều nhân vật trong văn học chống Mỹ, Tờ Nú được xây dựng bằng bút pháp lãng mạn giàu chất lý tưởng, là kết tinh vẻ đẹp anh hùng của người dân Tây Nguyên, từ đau thương biến thành quật khởi, dùng sức mạnh của mình để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù. Và qua hình tượng nhân vật này, Nguyễn Trung Thành thể hiện một số phận, nhất là con đường của nhân dân Tây Nguyên, nhân dân miền Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng. Cần phải có bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng. Đó là con đường duy nhất mà Hồ Chủ tịch và Đảng thế hệ đi trước đã đánh đổi biết bao nhiêu máu và nước mắt, mồ hôi và công sức để tìm ra. Nhân vật Tờ Nú trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành là nhân vật rào rạt chất sử thi. Tờ Nú là nhân vật đại diện cho cả cộng đồng, gắn bó mật thiết chặt chẽ với số phận lịch sử của cộng đồng. Tờ Nú xứng đáng là một trong số những nhân vật tiêu biểu nhất trong số những nhân vật thuộc thời kỳ văn học kháng chiến chống Mỹ. Đây được coi là một trong những thành công to lớn trong sự nghiệp cầm bút của nhà văn Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành. Các bạn thân mến, đó là những cái chia sẻ của chị trong ngày hôm nay về nhân vật Tờ Nú. Và rất là hy vọng rằng với cái phần chia sẻ này thì bản thân các bạn đã có thêm cho mình được nhiều những cái hiểu biết, và từ đó thì các em cũng sẽ rút ra được cho mình những cái phần kiến thức bổ ích, bổ trợ thêm cho chúng ta trong cái quá trình chúng ta tìm hiểu về nhân vật này các bạn nhé. Và tất nhiên rồi, chị sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn thôi ở trong phần audio tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn sẽ ngủ thật ngon nhé. Đừng quên nhấn nút theo dõi để chúng mình có thể nghe và xem được nhiều thông tin thú vị hơn từ Học Văn Chị Yên nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.